Nếu như các chị đang tìm một mẫu áo dài phù hợp cho tất cả các chị mình mặc làm xuôi nè, đi tiệc, đi sự kiện nè, thì tham khảo ngay cái mã mà em đang mặc trên người đây các chị ha. Mã sản phẩm là D20003. Mẫu này thì em có đầy đủ cho tất cả các chị 5 size, từ 45kg cho tới 75kg mặc vừa nha các chị ơi. Và gam màu em đang mặc ở trên người đây là gam màu tím cà, một cái tông màu tím phải nói là cực kỳ ngọt ngào luôn, vừa trắng da vừa trẻ trung nữa các chị. Và mẫu này thiết kế là chất liệu lụa tầm ý, với chất liệu vải mềm mịn mát như thế này thì khi mà các chị mình diện lên vừa tôn dáng mà lại vừa cho cái tà áo, làm cho cái tà áo của mình nhìn nó rất là bay và nhìn nó thướt tha cực kỳ luôn. Bên trong á sẽ là chân váy lót hai lớp giùm em nha, hai tà áo phía trước và phía sau như thế này. Cái này thì khi mà các chị mình mặc á thì mình chỉ cần kéo dây kéo đằng sau mình trồng vô thôi, rất là gọn luôn các chị ơi. Và form chân váy bên trong thì em sẽ may hai lớp, toàn bộ được may bằng chất liệu lụa tầm ý luôn nha. Form dáng may A nhẹ như thế này, vừa che được khuyết điểm bụng dưới nè, vừa tôn chiều cao cho tất cả các chị nhà mình nữa. Phần cổ áo thì phía dưới em sẽ có phối lưới cho mình, và mặt trước thì sẽ được đính kết đá, đá sẽ được đính kết toàn bộ là thủ công bằng tay, rất là tỉ mỉ cho các chị nhà mình luôn ha. Tay áo sẽ là dáng tay lỡ, thiết kế phần tay cũng là tay vải luôn các chị ha. Và đằng sau là khóa kéo dài như thế này. Với mẫu này thì chị nào mà mình thích dáng tà ngắn thì mình có thể lên like nha.